Các kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Kỹ năng giao tiếp. Một nhân viên chăm sóc khách hàng có thể gặp đủ kiểu khách hàng khác nhau. Bạn sẽ không thể làm hài lòng tất cả mà không giao tiếp tốt. Nên tập trung vào nội dung chính và vấn đề quan trọng, tránh hỏi lại quá nhiều. Bạn cũng nên có một giọng nói rõ ràng và dễ nghe để khách hàng có thể nắm bắt được thông tin và không khó chịu. Không nói quá lớn và hướng nhìn phải tập trung về phía khách hàng. Thấu hiểu tâm lý khách hàng. Nắm được tâm lý khách hàng là điều rất khó, tuy nhiên nó lại giúp bạn đưa ra giải quyết, xử lý phù hợp cho tất cả những tình huống đặt ra trong công việc. Thấu hiểu khách hàng cũng chính là cách để bạn thuyết phục và làm hài lòng khách hàng, đáp ứng kịp thời những mong muốn của họ. Kỹ năng thuyết phục khách hàng. Trên thị trường là một cuộc cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp để tranh giành được thị phần, bán được sản phẩm. Doanh nghiệp lần lượt phải tung ra các chương trình marketing mới lạ, thậm chí rầm rộ và vô cùng tốn kém. Như Tiki sale 91% thì Lotte cũng phải tung ra bão sale 92%. Lúc này khả năng thuyết phục khách hàng mới là chiếc chìa khóa để lôi kéo khách hàng. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Bạn luôn phải có một timeline rõ ràng cho các công việc đảm bảo thực hiện, biết ưu tiên việc nào quan trọng. Nhân viên chăm sóc khách hàng không thể dành quá nhiều thời gian cho người này mà quên mất khách hàng khác cũng cần được hỗ trợ. Kỹ năng xử lý tình huống. Chăm sóc khách hàng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều tình huống có thể xảy ra, đòi hỏi bạn phải giải quyết hợp lý. Với những trường hợp khó giải quyết, thay vì vòng vo hay từ chối thẳng thừng làm mất lòng, bạn hãy đưa ra những lựa chọn có lợi với họ nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích cho bạn.